Nha các bạn, thì hôm nay mình sẽ đi ra ngoài mua hoa. Thì hôm nay là 26 tháng 17 Tết rồi. Thì mọi người cũng đang tấp nập mua hoa. Thì mình đang ở với bà kè huyện Thạnh Hóa. Thì mọi người đang mua hoa tấp nập các bạn. Thì mình mua hai cái bông này, một hai cây là 2,5 triệu các bạn, 2,5 triệu, nhưng mà luôn cái chậu, luôn với hai cái chậu nữa nha. Đây cái đế, cái chậu, đây cái mai này tầm 1 triệu các bạn. Đây cái mai 1 triệu, hai cây là 2 triệu, 2 triệu, hai cái chậu là 500 ngàn nữa các bạn. Kiếm tiền nó phải bắt hồn với nhiều một thứ mới được. Lấy gì nữa ta bắt hồn được thẳng cái gì mình trước. Để bắt hồn được thẳng cái gì mình trước cái trời. Bắt hồn được thẳng là được thiệt à. Vậy cái mai về về chân xong về dục luôn, không có trồng được gì đó, chết luôn rồi. Anh mua đây mua anh thon vô kiếm nó nữa. Làm sao bán này nữa không? Làm sao bán này phải không? Bán cả chục năm rồi. Rồi. Cho mình gửi ship coi đi. Nãy có để ảnh cứ mang tới chất minh quả không? Không, để cái này nè. Muốn rửa, ra bỏ ra chậu, chậu rồi chậu. Không để này chậu. Đừng xuống
nước bàn đó. Vô 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 trong da toàn bộ nước bèn này nó lên khó lắm, giếng lọc ra đây tưới nước bèn luôn à? Đúng rồi, mình tọt mình tưới nước ra chứ có nước riêng chứ. Nước mình xài á à. Còn như phèn ở trong năng lượng đổng phèn dữ lắm rồi, trong mấy cái kinh đào á chứ còn dưới kinh á thì mình tưới bình thường kinh chảy á à. Ngay cái nước phèn mà lỗ thằng đen đó người ta cũng chết nữa rồi mà nó động lại phải không? Mà kinh chảy của mình cũng giống ở trong của à, không rồi ý là chảy là nó có trao đổi bớt miếng rồi, còn cái mà nó nước tù á, nước tù á đó phải vậy chứ, chứ tết năm rồi mỗi nhà máy cho được một chậu dạng thọ hết. Tết năm rồi chưa có ship, nó khác, nó ship nó khác. Đó là ship nhả lên cái bò đó không? Ship với ship cũ vừa sợ quá. Quan trọng ship mà có chừng tay hay không. Rồi các bạn thì hai cái mai đã lên hình rồi các bạn, hai cái mai mới đây phải cộng vô hai cái chậu á. Đây là khu vực chợ Thạnh Quán các bạn, thì mình đang đi mua hoa đi về chân trong cái chỗ của mình làm. Thì khu chợ này rất là nhỏ các bạn, chợ Thạnh Quán huyện mà thị trấn dạng thị trấn Thạnh Quán mà rất là nhỏ thôi, không lớn. Vì cái khu vực này lúc trước là để bến xe. Nhưng mà sau này sẽ lên dặn Tết đó, người ta sẽ thuê lại người ta mua hoa đem gì người ta bán, hoặc là trồng sẵn á. Khu vực chị mua dây chai gì đó. Này. Hai cái chậu mai của mình đó để mấy người thợ người đang vô cái chậu các bạn, thì luôn hai chậu hết, hai cái bông với hai chậu hết là tầm 2,5 triệu các bạn, với mắc rẻ nữa. Dê cho bông ta đi hết tiền mua bông rồi đó, dê dê cho cái chậu mai đó chết luôn á. Bán đào các bạn thì mai với bông giấy với bông cúc với thọ nhiều. Cái này mấy triệu vậy? 5 triệu. Cái mai 5 triệu các bạn đó. Còn cái khu vực này mai cái 5 triệu, cây mình nghĩ cũng 5 triệu. Để phía ngoài xưa rất là đẹp các bạn, khu vực này rất là đẹp, khu vực chợ Thạnh Quán rất là đẹp. Rồi xong. Rồi gì?